Chúng ta cùng đến với trận thi đấu bản lề, game đấu thứ 7 trong cuộc đối đầu giữa 4 cầu thủ, đó là BB Gunny đối đầu với Chipboy và Chia Sẻ Nắng. Trong khuôn khổ bảng, trong khuôn khổ trận chung kết giải AOE BL Cup 2017, nội dung 2-2 sang tự do Matthew. Nhân đây thì đội ngũ kỹ thuật viên, biên tập viên Game TV cũng xin được gửi cảm ơn trân trọng nhất tới nhà tài trợ Kim Cương của giải đấu, đó là nhà tài trợ M88. Với website chính thức đó là M88FB.com và nhà tài trợ đồng hành cùng giải đấu đó là nhà tài trợ Polygon.win và nhà tài trợ Pegasus Club. Địa điểm nhà tài trợ đã tài trợ địa điểm thi đấu cho các cầu thủ trong ngày hôm nay và ngày mai, cả tuần sau nữa. Và ngày hết hôm nay thì chúng ta sẽ đang được chơi. Thì hôm nay chúng ta đang được chứng kiến một trận thi đấu chung kết nó quá căng thẳng, các bạn thấy đây. Chạm 5 và đang là 3 đều, khá căng thẳng. Ngày mai thì chúng ta sẽ đến với nội dung deathmatch. Nội dung deathmatch của 3v3 deathmatch. Không phải deathmatch mà deathmatch. Tức là trận đấu tử thần ấy, không phải deathmatch đâu. Nhầm cứ gọi deathmatch nhưng gọi là quen là deathmatch, trận đấu tử thần. Ngày mai sẽ diễn ra nội dung 3v3 deathmatch. Trận nào mà căng là phải tiếng giữa game đấy, tiếng giữa ngoài đời lên đấy. Bên quân lệch là không lên nhây đâu, còn quân cân là nhây đấy. Quân cân là nhây đấy. Chúng ta chờ trận đấu này, một trận thi đấu mà anh Ngưng nhổn anh ta đang lùa về hiệu đầu và đó là tôi lỗi. Còn Gunny thì sao? Gunny à, anh đây là màn hình anh Baby. Rồi, BB một bài đang tương ổn với bài 4 heal, đôi voi qua đầu 7 và vẫn đang. Nào, chúng ta cùng xem BB có đi dò nữa không. Phải chăng là đã có đủ đồ ăn rồi. Tuần sau là random. Tập luyện. Ờ, có thể tập luyện nhưng mà tôi chưa lịch đâu. Tập luyện cũng tập luyện thì các cầu thủ trước, các cầu thủ Việt Nam như Duẩy ngoài bên thứ 6 là toàn như Duẩy hết thì tập luyện mẹ thì như vậy là một bài thi đấu mà game thủ BB đã có bãi quả phụ nữa và như vậy là đôi voi rồi mật. Như vậy là một bài thi đấu mà khả năng BB cũng đang muốn đánh cung bài này khi mà nhà đây, các bạn thấy rằng nhà cũng đang một bài có thể khung được. Có thể không được, còn chúng ta cùng xem Gunny thì sao. Gunny thì sao? Gunny thì là một bài đây đang là timeline 23. Một bài như vậy Gunny đang bị chậm dần rồi. Chậm một con nông dân. Không chậm ra đâu. Không chậm. Chậm không nhiều. 25 dân, 75 rồi, đúng rồi. Không chậm dân pha này. Một cái pha mà thời điểm ban đầu mình tưởng rằng Gunny anh ta lùa con hiu nó hơi lỗi nhưng mà không sao cả, vẫn không chậm dần và vẫn đang mượt. Cái BG Gunny các bạn thấy rằng là anh ta đóng hơi vội khi mà anh ta đóng sát cái bãi quả này. Thành ra bây giờ những con nông dân di chuyển nó đang hơi khó chịu. Đồ ăn thì đang không phải nhiều về lực, lực không phải là khỏe. Nhưng mà Gunny đi dâng lò. Gunny đi dâng lò cho pha này. Lực không khỏe. Còn game thủ BB thì sao? Một bài như vậy BB đánh với hai cái gì này? Cung 24 dân. Cung 24 dân. Như vậy BB đang một pha muốn lừa kèo vào nhà của game thủ Chipboy và Chia Sẻ Nắng. Chúng ta cùng xem pha này như sao đây. BB đánh gì hay là hai nhà cùng đánh chém nào? B à, như vậy một bài thi đấu mà BB đánh cùng với 24 cân cộng 1. Như vậy là một bài mà BB đang là người nên là muộn hơn trong nên là sớm trong pha thi đấu này và BB quyết định đánh như vậy để cho tôn cua đầu BB nở ra sớm hơn để đỡ nhà dễ hơn khi mà các bạn thấy rằng là BB nhà cửa đang không phải là đẹp. Vì vậy mình nghĩ rằng nếu như một tơn thi đấu mà BB đánh cung sớm, cung rào đầu ra sớm thì nó sẽ dễ đỡ nhà hơn. Nếu như bị lạc đà đi. Và một cái bài thi đấu mà BB đang lực đà rất là khỏe. Chưa kể nữa BB em còn một bãi vàng gần ngay trước nhà bé đầu tiên. Thì sẽ là bài thi đấu mà khả năng cao BB nếu như mà cơ cấu được một bài chuyển sang đến cung A thì sẽ rất là khỏe. Để dễ thủ nhà hơn. Thế nhưng mà nếu như bị móc thì rất là khó chịu đấy. Trong trận đấu này thì gọi thì rằng là trong ngày hôm nay thì mình chưa thấy trận thi đấu nào đỉnh cao nào đánh cung cả. Đánh cung A cả. Bơm đồ cho Gunny, Gunny được yếu rồi.
Cavani lực yếu rồi, bơm chăm thực. À đây, ăn hoang bãi quả này. Tuy nhiên là vẫn xin đồ để có thể nâng cái cung cái tháp sớm hơn, chọc sướng hơn. Bỏ bãi vàng lại, rất chắc cốp đến từ Cavani. Bãi vàng đã kín. Bãi vàng đã kín và sẽ là hai cái ruộng tại cái nhà BG, bò nhà luôn. Gặp chip boy. BL thứ hai đến từ Cavani. Rồi, ngựa giò đã có giáp, công đang lên. Rồi, bây giờ mới kích. Không sao cả, tuần đầu sẽ là một tuần hai là đều đến từ game của Cavani. Rồi, rất trâu các bạn thấy đây. Còn ngựa giò có giáp thì các bạn thấy nó quá là trì đi. Nông dân đam 4 đập xong còn 2 đam. Rồi, như vậy cánh bên này thì Cavani và chiếc bài đang quần chiến với nhau. Còn game thủ BB thì sao? BB, một bài đánh cung. B vẫn đang còn vòi nữa, anh em chưa ăn. Như vậy một bài B đánh quyết định đánh cung sexy. Đánh cung sexy khi mà B lên là người này tươi sớm trong pha thi đấu này. Rồi, cung sexy. Và một bài thi đấu mà game thủ tôi nói 4 con rồi. Như vậy BB đang muốn lên được sớm hơn đánh cung. Và đang muốn có một bài thi đấu đó là đi. Đó là đi vào nhà người chém bên kia. Rồi, chip boy sang đây. Một nhà bè, ok, đã kín nhà. Khoan nhau chính đã kín. Nhà cửa đang ổn và tuần đầu sẽ ra. Và sẽ thủ được nhà, chúng ta cùng xem game thủ Gunny thì sao. Gunny tham này bài 1 và đang đi nhà chip boy. Như vậy một tuần thi đấu mà game thủ Gunny đánh ta muốn tương là treo cánh và đi nhà chip boy. Để cho Gunny, để cho BB khỏe hơn. Một cái bài thi đấu 24 dân và là người đánh cung cộng 1 lượt kèo. Tham này đang là 34, đang tương to. Chip boy trận này có vẻ như là chết hơi sâu rồi. Ăn dân chip boy. Nâng đào vàng, Gunny đang phiêu. Chip boy chạy dân là tương nhanh pha này. Gunny dâng nâng đào vàng trong một trận thi đấu mà nghĩ rằng anh ta đang hết vàng rồi. Vàng đã không phải là nhiều. Thực thì cũng đang thừa. Ok, rồi chúng ta cùng xem BB nào. BB tham này đang là 39. Mình nghĩ rằng với bài số này BB nên để luôn đi. Để thật sớm đi. Bơm đồ tiếp cho Gunny. Như vậy để cùng cánh. Để thằng nhà chip boy trước đưa về một thế đó là 2-1. Tham này 45. Vẫn đang để một tuần đời nhà để thủ dễ hơn. Rồi, sẽ đến với. Không, chỉ là Gunny thôi. Một bóng 1-2 của Gunny. Giật mình. BB vẫn đang lùa lách để huống muốn ăn dân của game thủ chip boy. Tham này 47 và game thủ Gunny thì sao? Gunny đang là 33. Rất khỏe pha này. Vẫn đang đi chip boy là quá đau. Và anh ta lao thẳng nhà game thủ BB. Làm một cái nhánh BS để đào vàng. Rất chắc cốp. 34 vẫn đang to. Dần đang chạy, cũng không sao cả, chạy về đây. Và sẽ là một pha mà chạy về đây cho game thủ BB bảo kê. Đúng rồi, rất hợp lý. Sẽ bắt đầu để quân ra. Còn game thủ BB tham này đang là 53 cơ. Chip boy một pha vừa mất bãi vàng. Tham giảm số tư nhiều rồi. Nhưng bây giờ chim sẻ bắt đầu để quân ra. Chúng ta cùng xem pha để quân này của chim sẻ đang như thế nào đây. BB phang luôn, không nói nhiều. Ở nhà, vẫn là thủ được nhà. Một cái bài mà BB đang bò nhà một cách là tươi khôn. Nhưng BB không đẩy quân sang nhà chim sẻ nữa mà quyết định mang quân về pha này. Đúng rồi, gặp sẻ kia BB. Sẻ cũng rút lui trước, như vậy sẻ là người rút lui trước trong pha thi đấu này. Tham này 62 cho BB. 4 của 2 chắc là đang nâng rồi, gần xong rồi. Sẻ để quân đi. Và mình nghĩ rằng sau khi bắt được pha, bắt được tương quân này thì kim thủ chim sẻ nắng thì sẽ là ổ bà luôn. BB một bài đang ép châu quân khi mà nhà cửa đã tương đối xấu. Ép châu quân để sớm kết thúc trận đấu nhanh là một phương án hợp lý. Tham này 65-68, bò e các thứ nó rất chuẩn chỉ các bạn thấy đây. Gunny tham này đang 38 và đi thẳng nhà chim sẻ luôn. Lạc đà là quá đông mà đi thẳng mặt. Các bạn thấy Gunny một bài thi đấu chém, người ta chém là quá trâu pha này. Gunny lao vào là quá dã man, chim sẻ nắng thì nhà xấu. Chim sẻ nắng thì nhà một bài xá là xấu khi mà toàn thường dừa thôi. Bây giờ đang đi ruộng đến từ game thủ của chim sẻ nắng. Gunny vẫn đang trâu, vẫn đang quê. Thêm lạc đà 3 là con nữa mang lên. Rất trâu bò. Đằng sau là BB. Đằng sau đang là BB. Đúng rồi, BB đang lùa, resign. Và sau trận thi đấu bản lề này thì tỷ số đang là 4-3 dành cho game thủ BB và game thủ Gunny. Như vậy là những cái trận thi đấu mà game thủ Gunny này đánh quá tốt pha này. Đánh quá tốt. Bản lề. Và 4-3.